Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu cục đẩy công suất 4 kênh khá là cao cấp của thương hiệu Cap Audio. Thì Cap Audio là một cái thương hiệu đến từ Trung Quốc, khá là có tiếng trên thị trường. Thì cái mẫu sản phẩm hôm nay mình giới thiệu là X4 1500, nó nằm trong cái series X, cũng khá là mới của Cap Audio. Thì đây là một cái dòng công suất Class D. Thì tất cả các cái mẫu, các cái model trong cái series này nó đều được thiết kế chuẩn 1U, khá là gọn nhẹ. Thì nó có 2 kênh và 4 kênh. Thì đây là cái mẫu 4 kênh lớn nhất trong cái series này, X4 1500. Thì nó có mức công suất ở 8 ohm là 1500W một kênh, và 4 ohm là 2300W một kênh. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng ở chế độ cầu brick là hai vế, mỗi vế là 4600W, cũng khá là lớn. Thì với một cái mẫu công suất với mức công suất lớn như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cho sân khấu nè, sự kiện, hội trường, quán bar, sảnh cưới vân vân, cũng khá là nhiều ứng dụng có thể sử dụng được cái mẫu này. Thì đây là hàng chính hãng của Cap Audio, do công ty Hoàng Tùng nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của Cap Audio về, nhập chính ngạch, có COCQ, hóa đơn đầy đủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá qua một tí cái mẫu công suất 4 kênh này nhé. Ok, thì đây là cái mẫu cục đẩy công suất 4 kênh Cap Audio X4 1500. Đây là cái mẫu lớn nhất trong cái series này. Đây là một cái dòng chuyên nghiệp nên nó cũng có một cái mức công suất khá lớn. Thiết kế rất là gọn nhẹ, rất là đẹp. Thì cái này nó có trọng lượng là 10,5 kg, khá là nhẹ thôi. Thiết kế rất là đẹp. Thì nó có 4 kênh, như mình đã giới thiệu, nó có mức công suất là 1500W một kênh ở chế độ 8 ohm và 2300W một kênh ở chế độ 4 ohm. Thì ngoài ra chế độ cầu brick là 4600W cho một cặp này, là hai kênh cặp một đó. Thì cái này nó thiết kế theo dạng module, nó làm hai cái module này và một bên này là cái phần nguồn. Phía trước này nó có hai cái mặt lưới để lấy gió, đây là công tắc nguồn. Nó có hai cái tai để chúng ta có thể bắt vào cái tủ. Kích thước của cái con này là ngang là 4.3, một cái kích thước chiều ngang chuẩn 4.3, cao 50 và sâu là 4.36, nặng 10,5 kg, rất là gọn nhẹ, rất là đẹp. Tắt nguồn ở bên này. Ở trên mặt này nó có cái logo cá heo rất là quen thuộc của Cap Audio. Thân vỏ hoàn toàn bằng kim loại, sơn màu đen. Đây là cái mặt sau. Nó có 4 cái quạt tản nhiệt. Quạt này là quạt thông minh, nó sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ để giúp cho cái âm ly nó luôn hoạt động trong cái tình trạng tốt nhất. Rất là đẹp. Thì phía sau này nó có 4 cái quạt này, 4 cái quạt. Đây là cái phần nguồn. Hai quạt này cho phần nguồn và hai cái quạt này là cho mỗi cái bo này. Nó làm bo kép này, module. Bo đường công suất. Nó có 4 cổng đa lo speed công này. Và 4 cái cổng đưa tín hiệu vào cho 4 kênh. Ở đây nó có cái chế độ gạt stereo này, parallel và bridge. Nó chia làm 2 mỗi cặp. Ở giữa này nó có một cái công tắc để lựa chọn cái độ nhảy ngõ vào,
0.775V này, 1V và 32 dB. Điện này là điện ô tô volt, nó từ 90 cho đến 260V, khá là tiện. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua một số cái thông số cơ bản cũng như là về cái thiết kế của cái mẫu công suất 4K này, X4-1500. Đây là cái model lớn nhất trong cái series X của Cap Audio. Thì với mức công suất cũng khá là lớn thì chúng ta có thể sử dụng cho sân khấu, sự kiện, sảnh cưới, hội trường, quán bar, khá là nhiều ứng dụng có thể sử dụng được cái mẫu công suất này. Đây là hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Cap Audio, nhập khẩu chính ngạch, có COCV, có đơn đầy đủ. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái mẫu này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.